Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố thông tin về các hoạt động quân sự của họ trong cuộc xung đột với Ukraine. Trong tuần từ 11 đến 17 tháng 11, các lực lượng Nga đã thực hiện 24 cuộc tấn công chính xác nhằm vào trung tâm chỉ huy và các vị trí quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công này bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và máy bay không người lái nhắm vào các nhóm chiến đấu như Lyman và Khotitsa, cũng như các chiến binh thuộc nhóm Azov và Rai Sector. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công đã phá hủy kho vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm cả sân bay và trung tâm huấn luyện. Ngoài ra, họ cũng tuyên bố đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại các khu vực như Kupiansk, Krasny Liman và Donetsk, gây tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị quân sự. Các con số thống kê về tổn thất của quân đội Ukraine được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, bao gồm hơn 2.485 quân nhân thiệt mạng và bị thương, cùng với sự hủy diệt của nhiều phương tiện và thiết bị quân sự.